ông bà cô chú và các bạn. Hôm nay ông của con ở dưới quê gửi 4 trái sầu riêng lên cho bà cháu con. Và bây giờ bà ngoại con sẽ tách sầu riêng. Sầu riêng nhà nha các bạn. Dưới quê gửi lên cho. Sầu riêng nhà chồng. Mình tách sầu riêng ra. Chín hết rồi, nứt luôn. Chín hết rồi. Sầu riêng ngon không? Nứt ra sẵn rồi, chín. Sầu riêng nhà các bạn ngon lắm. Chứ muốn nhỏ các bạn. Chứ muốn nhỏ xíu xì xìu luôn. Sầu riêng này sầu riêng nhà nha các bạn. Chín cây luôn á. Không có thuốc. Nứt luôn. Bây giờ bà ngoại con đã tết xong rồi, mời ông bà cô chú cùng ăn, mời bà ngoại bà cậu cùng ăn. Rồi các bạn cùng ăn. Cảm ơn ngoại. Mời các bạn, các bạn. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Mời các bạn nha. Sầu riêng chín cây ngọt quá các bạn, rất là ngon luôn á. Mấy ngon luôn, quá ngọt. Ngon. Béo. Béo, ngọt. Ngọt không? Nó là béo luôn. Béo quá béo luôn. Ngon không? Ngon đi. Ngon không? Ngon đi ngọt. Quá trời quá đất ngon. Quá trời quá đất. Ngon quá trời luôn. Chưa hết à? Sầu riêng chín cây ăn ngọt thiệt. Ngọt quá chứ ngọt luôn. Ngọt các bạn. Sầu riêng rất là ngon luôn. Sầu riêng này ở dưới quê kể lên cho nha các bạn. Ngon ha. Nó béo và nó ngọt. Ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Quá ngon luôn. Quá ngon. Béo nó sợ. Ngọt còn béo. Để đi, phải học lắm. Học nữa nè. Mời các bạn nha. Ngon quá. Ăn ngon. Thấy không ta học lên nè, mất rồi. Dở không? Bánh lên. Dở lên, ra được không? Ngon vậy sợ luôn. Quá ngon, béo mà nó ngọt. Sợi chín cây ngon ha. Quá ngon, nứt ra luôn á.
ngon quá đã luôn các bạn ơi. Quê các bạn gửi lên cho đó, chứ mình đâu có dám không mua nhiều gì. Quá ngon. Bây giờ đến đây kết thúc rồi. Nếu ông bà cô chú và các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký ủng hộ con nha. Bye bye. Bye.